Sơ đồ Maslow á là một cái sơ đồ nói về cái nhu cầu của con người. Và tất nhiên là cái sơ đồ này nó sinh ra thì nó không có đề cập đến cái ngành làm đẹp, nghề ngành phun xăm và nghề spa của chúng ta, đúng không ạ? Tuy nhiên, chúng ta sẽ dựa trên cái sơ đồ Maslow này để chúng ta có một cái mối liên hệ tới cái mảng phun xăm và spa, để chúng ta xem thử là chúng ta có thể ứng dụng được những cái kiến thức gì trong cái sơ đồ này ha. Chúng ta sẽ chia cái sơ đồ này ra thành 5 tầng ha, để xem là mọi người có thể là dựa trên cái sơ đồ này, mọi người có thể là đưa ra cái nhận định là xem thử là khách hàng ở cái khu vực của mình á, nó thuộc cái tầng nào, nó thuộc cái nhóm khách hàng nào ha. Cái sơ đồ Maslow này nó có 5 tầng. Và tất nhiên là trong một cái thị trường thì nó có thể là nó có tất cả những người khách hàng thuộc cả 5 tầng này luôn. Nhưng mà quan trọng là cái tầng nào nó sẽ nhiều, tầng nào sẽ là ít ha. Và tất nhiên là cái tháp nhu cầu này á, là nó sẽ là ứng dụng cho toàn bộ nhu cầu của con người trong mọi lĩnh vực nhé mọi người. Tuy nhiên chúng ta sẽ dựa trên những cái nhu cầu này để chúng ta xem thử là cái nhu cầu nào của con người á, là nó ứng dụng được cho cái lĩnh vực phun xăm và spa của chúng ta. Mọi người thấy là cái tháp này á, nó có một cái xu hướng đó là ở dưới nó rất là to, đúng không ạ? Càng lên trên thì nó nhỏ dần nhỏ dần đó. Điều này có nghĩa rằng là những cái con người nào mà ở dưới cái tầng thấp nhất của xã hội ấy, gọi là tầng thấp nhất của xã hội ấy, thì thường cái nhu cầu của họ là nó sẽ cái số lượng người ở cái tầng này nó sẽ đông hơn. Và những cái người mà họ càng ở tầng cao hơn của cái gọi là cứ coi như là tầng cao hơn của xã hội ấy, thì thường là cái số lượng người nó sẽ ít hơn đó. Vậy cái tầng thấp nhất này đó là cái tầng gì ạ? Nhu cầu về sinh tồn nha mọi người, nhu cầu về sinh tồn. Mọi người thấy là cái thời xa xưa ấy, cái thời mà chúng ta, cái thời ông cha ta còn nghèo khổ ấy, thì lúc đấy là con người chúng ta đã nghĩ đến cái chuyện là mong muốn là sẽ có những cái món ăn mà thật là ngon, không ạ? Chúng ta đâu có hướng đến những cái điều thật là ăn thật là ngon, mặc thật là đẹp đâu, đúng không mọi người? Lúc đấy cái nhu cầu của con người chỉ đơn thuần á, là cái nhu cầu làm sao để có cái ăn thôi, có cái để mà ăn là được rồi, hay là có cái để mà mặc là được rồi, chứ chúng ta chưa nghĩ đến là ăn làm sao cho nó ngon, mặc làm sao cho nó đẹp. Chúng ta chưa nghĩ đến cái chuyện phải đi đâu du lịch hay làm cái gì để mà thỏa mãn những cái nhu cầu khác về tinh thần, đúng không ạ? Thì cái nhu cầu thấp nhất của con người á, cái tầng thấp nhất, những cái người mà có cái nhu cầu thấp nhất trong cuộc sống á, thì cái nhu cầu của họ đó là nhu cầu về sinh tồn. Thì trong cái nhu cầu sinh tồn này á, thì nó bao gồm những cái như là nhu cầu có cái ăn, có cái mặc, đúng không ạ? Ăn này, mặc này, ở này, đúng không ạ? Đó, cái nhu cầu ăn này, nhu cầu về cái mặc này, nhu cầu về chỗ ở này. Thì mọi người hãy nhìn xung quanh chúng ta, có bao nhiêu người họ vẫn đang vật lộn, họ đang kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm chỗ ở. Nếu như mà trong cái thị trường của chúng ta, cái đối tượng khách hàng của mọi người á, mà những người đó bây giờ họ vẫn đang là cái nhu cầu lớn nhất của họ á, là cái nhu cầu về cái ăn, cái mặc, chỗ ở, thì có nghĩa rằng là đối tượng khách hàng của mọi người là những đối tượng đang ở tầng thấp nhất ạ, tầng thấp nhất của cái tháp nhu cầu này. Có nghĩa rằng là đối tượng khách hàng của mọi người là gọi là cái khả năng mà họ có thể chi trả, khả năng mà họ có thể là đi làm đẹp, cũng như là khả năng họ có thể chi trả số tiền để cho làm đẹp á, nó sẽ là thấp nhất trong tất cả những nhóm khách hàng khác. Tí nữa càng lên những cái tầng trên cao hơn, mọi người sẽ thấy là những đối tượng ở trên cao này họ sẽ có nhiều tiền hơn, họ có khả năng chi trả cao hơn cho những cái dịch vụ mà họ đi làm. Và tất nhiên là càng lên cao thì mọi người có thể thấy là cái hình dạng, cái số lượng á, nó sẽ nhỏ dần, càng lên cao thì nó sẽ nhỏ dần lại đấy. Thì như vậy là nhu cầu sinh tồn là nhu cầu thấp nhất ha. Ở đấy có bao nhiêu anh chị, mọi người hay comment ạ? Có bao nhiêu anh chị ở đấy á, là khách hàng của mình á, là phần đông, tức là hầu hết khách hàng của mình là đang thuộc cái tầng này ạ? Có bao nhiêu anh chị là khách hàng của mình hiện tại là khách hàng chính á, đối tượng chính á, mà mình hướng đến á, là những khách hàng ở cái tầng mà họ nhu cầu của họ chỉ mới là nhu cầu sinh tồn thôi ạ? Nhu cầu là cố gắng là chật vật đi kiếm cái ăn, cái ở và kiếm tiền làm sao để mà có cái ăn, có cái mặc và có chỗ ở thôi ạ.
Cái này đa phần là nó sẽ rơi vào những anh chị mà làm nghề tiệm ở quê đúng không ạ? Rất là phổ biến luôn ạ. Chưa thấy ai. Hay là các anh chị đa phần là ở đấy là sẽ tiếp cận đối tượng ở trên hết ạ? Một phần nhỏ. Chị Trần Mỹ Hạnh một phần nhỏ. Chị Trần Mỹ Hạnh là hồi nãy là có comment là đối tượng khách hàng. Để xem thử là đối tượng khách hàng của chị Trần Mỹ Hạnh làm ở Biên Hòa. Biên Hòa là thành phố đúng không nhỉ? Biên Hòa Đồng Nai đúng không nhỉ? Vậy chúng ta sẽ, trước khi chúng ta nói sâu hơn về việc là chúng ta đặt giá như thế nào cho phù hợp, thì chúng ta đi qua từng cái nhóm khách hàng trước nha mọi người. Chúng ta sẽ đi qua hết cái sơ đồ này trước, xong rồi chúng ta sẽ đi sâu hơn về việc là những cái đối tượng, những cái nhóm, mỗi nhóm này nó sẽ có cái đặc tính riêng, thì chúng ta sẽ biết được là từng cái nhóm riêng này chúng ta sẽ nên làm gì với họ, nên để mức giá như thế nào, và chúng ta nên làm thế nào để có thể là tiếp cận từng cái nhóm này sao cho phù hợp hơn ha. Khách mình đa dạng tầng lớp. Rồi ok ạ. Vậy thì chúng ta sẽ đến với tầng tiếp theo ha. Tầng thứ hai là tầng những người mà họ không còn phải lo lắng nhiều về cái ăn, cái mặc và cái ở nữa. Đó, tất nhiên có thể vẫn có, nhưng mà nó họ đã có thể là ở cái mức cơ bản nhất là họ đã giải quyết được rồi. Họ không đến mức là kiểu phải chật vật lo cái này nữa. Thì lúc này á, họ sẽ đi lên một cái tầng mới. Và cái tầng này họ sẽ có một cái nhu cầu cao hơn, đó là nhu cầu về sự an toàn ạ. Giống như ngày xưa chúng ta là có cái bỏ bùng là ngon lắm rồi đúng không ạ? Có cái gì đấy mà ăn là tốt lắm rồi. Thì bắt đầu khi mà chúng ta đã vượt qua được cái giai đoạn đấy rồi, chúng ta đã lo được cái ăn, cái mặc, cái ở rồi, thì lúc này chúng ta sẽ mong muốn là chúng ta ăn, nhưng mà ăn làm sao cho nó an toàn đúng không ạ? Mặc thì mặc làm sao để cho nó ấm. Ngày xưa là chỉ cần có cái để mặc là tốt lắm rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn là ở trời trời mát là phải mặc cái chất liệu làm sao đấy để cho nó thấm hút mồ hôi này kia, làm sao để nó tốt cho sức khỏe của mình đúng không ạ? Trời nóng thì trời lành thì mặc như thế nào để cho nó ấm đấy. Thì chúng ta đang nghĩ đến những cái nó cao hơn ở cái mức ăn ở mặc nữa, đó là nhu cầu về sự an toàn. Hoặc chúng ta ở thì ngày xưa chỉ cần có cái chỗ để mà chui ra chui vào là được rồi, thì ở một cái tầng lớp cao hơn thì lúc này người ta cần là ở một cái khu vực nó an ninh hơn. Giống như là ngày xưa Thái, ví dụ như là bây giờ Thái nghĩ là ngày xưa cái thời mà sinh viên á, cái hồi đấy thì ví dụ cái mức cái khả năng của mình chi trả hàng tháng nó thấp, lúc nào là cái số tiền nó cũng chỉ ở mức hạn hẹp, nó đủ để mà kiếm được cái chỗ ở sơ sơ thôi, hoặc là ăn uống rồi là nó bình thường thôi. Thì lúc đấy là cái chỗ ở mình cũng không quan trọng lắm về vấn đề an ninh đâu. Cái chỗ ở của Thái ngày xưa có thể là nó đi ra một đoàn, đi ra khỏi phòng trọ mình một đoàn, thế là cái đường vắng tanh, thậm chí là có khi là trong đấy nó toàn kim tiêm không, nhưng mà mình vẫn ở được. Thì có nghĩa là tại vì lúc đấy á, là cái nhu cầu của mình nó chưa đến cái mức là mình cần một cái nơi an ninh, thật là an ninh. Lúc đấy là nhu cầu của mình là có chỗ ăn chỗ ở là được rồi đấy. Nhưng mà những người ở tầng lớp cao hơn thì lúc này á, họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền nó cao hơn để họ được nhận cái sự an toàn đó. Mọi người có thể bình luận là tầng 1 là nhu cầu sinh tồn, tầng 2 là những người có nhu cầu về sinh tồn quá rồi, họ đến cái nhu cầu đó là về sự an toàn ạ. Đó, là nhu cầu về sự an toàn ha. Cũng giống như là làm full sum vậy mọi người. Nhiều người ví dụ như là sẽ lấy cái sự an toàn là một cái điểm nhấn, luôn luôn là nhắc về sự an toàn. Là tiệm của tôi là làm mực hữu cơ, làm là nguyên liệu là rất là tốt, hoặc là làm về spa thì luôn luôn nhấn mạnh về những cái sản phẩm của mình là sản phẩm cao cấp đúng không ạ? Thì đó là mọi người đang cố gắng để mà tiếp cận những cái đối tượng khách hàng ở cái tầng đó là cái nhu cầu về sự an toàn đó. Thì trước khi mà đi sâu hơn vào từng tầng thì Thái sẽ nói sơ sơ qua cái tên của từng tầng trước ha. Mọi người đừng quên thả tim cho Thái nha. Cái nhu cầu thứ ba đó là nhu cầu về việc là phải có các mối quan hệ. Mọi người để ý thấy những người mà ở tầng lớp cao hơn, tầng lớp
ở tầng 3 này thầy thì có thể nói là cái tầng trung lưu rồi đúng không mọi người? Cái tầng trung lưu rồi. Thì những cái người ở cái tầng trung lưu này á thì họ bắt đầu là họ có cái nhu cầu về các mối quan hệ. Đấy. Họ làm cái gì họ cũng rất là quan trọng về cái mặt là tạo ra mối quan hệ. Ví dụ như ngày xưa thì mình chỉ cần là ở mình thích ai là mình chơi với người đấy thôi đúng không ạ? Đó cái nhu cầu rất là bản năng luôn, bởi vì nó không có một cái lợi ích gì, mình chỉ đơn thuần là mình mong muốn được kết nối những người mình cảm thấy thích thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh buôn bán này, chúng ta có cái nhu cầu về kiếm tiền này, thì lúc này á là bắt đầu nó phát sinh ra một cái nhu cầu, đó là chúng ta mong muốn luôn luôn là mong muốn là có thật nhiều mối quan hệ đó, và cái nhu cầu về mở rộng mối quan hệ nó ngày càng tăng và chúng ta càng lên lên cao, cái cuộc sống của chúng ta nó càng phát triển thì chúng ta càng cái nhu cầu về mối quan hệ nó càng ngày càng cao, và khách hàng của mọi người cũng thế. Ví dụ kể cả cái việc là họ đến làm đẹp đi, họ đến làm đẹp họ cũng sẽ ưu tiên về những cái tiệm mà cái mối quan hệ giữa họ với lại cái tiệm đấy là nó tốt đẹp nhất đúng không ạ? Thì mọi người thấy là kể cả ngay cái lúc mà mình mới mở tiệm ra, lúc nào mình cũng cần nhất đó là ai ạ? Đó là những cái mối quan hệ xung quanh mình đúng không ạ? Về lâu về dài khi mà mình đã ổn định rồi á thì lúc đấy mình mới có nhiều khách lạ. Còn mới đầu á thì lúc nào á chúng ta cũng chỉ dựa vào các mối quan hệ để chúng ta có thể là kiếm tiền được giai đoạn ban đầu đúng không ạ? Vậy thì về lâu dài á, tại sao chúng ta không mở rộng các mối quan hệ của mình hơn, và tại sao chúng ta không tiếp cận những cái người mà có nhiều mối quan hệ á? Bởi vì những cái người mà có mối quan hệ rộng rãi á, chắc chắn là những cái người đấy họ sẽ là những người có cái tầng lớp, họ thuộc tầng lớp cao hơn. Cái người mà họ có nhiều mối quan hệ á và nhu cầu xã hội về mối quan hệ á, chắc chắn họ sẽ là có khả năng chi trả tốt hơn so với những cái người ở tầng thấp hơn ha. Tí nữa chúng ta sẽ đi sâu vào từng chi tiết hơn ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tầng cao hơn này. Cái tầng này có thể nói là nó lên ngang bắt đầu là về gọi là thượng lưu rồi ấy. Nhu cầu về sự tôn trọng và kính trọng. Nhu cầu về sự tôn trọng và kính trọng nha mọi người. Mọi người có thấy là những cái người ở tầng lớp càng cao thì bắt đầu là họ càng đề cao cái nhu cầu về cái em sự được tôn trọng từ người khác đúng không ạ? Sự kính nể này, sự kính nể, sự tôn trọng từ người khác. Tại sao có nhiều người họ sẵn sàng bỏ tiền ra một số tiền lớn hơn rất nhiều để họ làm ở những cái tiệm hoặc là từ những cái người mà nổi tiếng, từ những cái người mà có cái danh tiếng cao. Mặc dù là chất lượng này có thể nó cũng na ná với những cái tiệm mà nhỏ hơn đúng không ạ? Nhưng mà tại sao họ sẵn sàng họ bỏ tiền ra cao hơn? Bởi vì á là khi mà làm ở những cái tiệm có thể là đắt tiền hơn, chuyên nghiệp hơn, họ có thể là họ trở thành khách VIP, thậm chí là họ đặt những cái gói VIP với số tiền là lớn hơn so với những cái khách mà bình thường. Là bởi vì những người này họ thuộc cái tầng lớp cao. Ở cái tầng này á họ mong muốn là ngoài những cái giá trị bên dưới này, ngoài những cái giá trị về mong muốn về ăn ở mặc sinh tồn an toàn mối quan hệ rồi á, thì lúc này cái điều mà họ mong muốn nhận được khi mà họ đi mua một cái dịch vụ hay một sản phẩm nào đó là họ mong muốn nó được nhận được sự tôn trọng và sự kính nể đó. Và tất nhiên để mà họ nhận được cái sự tôn trọng và sự kính nể đó, tất nhiên là họ phải bỏ tiền cao hơn đúng không ạ? Đâu có thể nào mà một số tiền rất là bình dân mà dễ dàng là chúng ta sẽ nhận được cái giá trị này đúng không ạ? Nếu mà nhận được những cái giá trị này mà bỏ ra một số tiền thấp thì cái đấy là một sự may mắn đúng không ạ? Hoặc là cái người mà cung cấp cái sản phẩm cho họ á, mà đáp ứng được tất cả những nhu cầu này mà giá lại rẻ, thì tất nhiên là cái người cung cấp dịch vụ ấy họ đang lấy một cái khoản tiền là không xứng đáng với cái công sức mà họ bỏ ra đúng không ạ? Đấy, mọi người tưởng tượng ở đấy có bao nhiêu anh chị là đáp ứng tất tần tật những nhu cầu, tất tần tật mọi nhu cầu từ dưới lên này, nhưng mà lại lấy giá là mức giá ở cái mức tầng 1 à, mức giá bình dân nhất luôn ạ. Đấy, nếu như mà chúng ta lấy một cái mức giá mà quá thấp trong khi những cái mà chúng ta có thể cho đi
nó lại quá nhiều, thì như vậy có nghĩa là mọi người đang đặt ra một cái mức giá nó không phù hợp, và chúng ta đang là như kiểu chảy máu chất xám ấy, chúng ta đang 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 lãng phí đi một cái phần năng lực của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, mọi người có thể là ghi chép lại ha, ghi lại những cái điều mà mọi người cảm thấy tâm đắc ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tầng cao nhất. Mọi người thử đoán xem cái nhu cầu gì là cái nhu cầu lớn nhất của một con người, có nghĩa là khi mà một con người họ có tất cả mọi thứ rồi, họ có tiền tài, họ có địa vị, họ không còn phải lo một cái gì, họ có cái sự kính nể, cái sự tôn trọng và kính nể của xã hội rồi, là cái tầng cao nhất á, có nghĩa là cái người mà họ tuyệt vời nhất, họ ở cái mức cao cấp nhất của xã hội á, tầng cao cấp nhất của xã hội, thì mọi người theo mọi người nhu cầu của cái người mà ở tầng cao nhất của xã hội sẽ là gì ạ? Mọi người bình luận thử xem ạ. Thử xem có ai đoán đúng ạ. Làm chi phun xăm, đó là nhu cầu về sự hưởng thụ. Con ái có ý kiến khác ạ. An toàn và sức khỏe là ở tầng thứ hai rồi ấy, chị Trân Mỹ Hạnh ơi. Nhu cầu về uy tín nè. Ruby về chất lượng. Đấy. Hãy giải đưa ra câu trả lời nhé mọi người. Nhu cầu cao nhất của những người mà khi mà họ đã có tất cả mọi thứ, tiền tài, địa vị, mọi thứ, an toàn, cái gì họ cũng có rồi á, thì những cái người mà cao cấp nhất của xã hội, cái thứ mà họ mong muốn nhận được đó là danh vọng mọi người ạ. Là danh vọng, là sự công nhận, là cái nhu cầu được thể hiện cái danh tiếng, cái địa vị của họ, tức là cái nhu cầu về việc thể hiện mình đó mọi người. Nhu cầu về việc thể hiện mình và được công nhận là cái nhu cầu lớn nhất nha mọi người. Thì mọi người có thể thấy là rất nhiều người họ giàu có, kể cả những người giàu có nhất trong cuộc sống thì họ vẫn luôn luôn muốn hướng đến cái gì ạ? Là cái sự công nhận và cái nhu cầu được thể hiện mình, đúng không ạ? Những người mà họ bỏ tiền, thậm chí họ tại sao mà họ lại mua những chiếc xe đắt tiền, trong khi là những chiếc xe rẻ hơn là vẫn vẫn là nằm trong nhu cầu của họ, tại vì đó là nhu cầu mong muốn được thể hiện, là nhu cầu về thể hiện cái danh vọng của bản thân đó mọi người. Và tất nhiên nếu như mà một cái sản phẩm, một cái dịch vụ nào đó của mình mà đáp ứng được cái nhu cầu thể hiện được bản thân mình, tại sao nhiều khách hàng họ bỏ ra vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu mà họ vẫn đi làm một cặp lông mày, đó là tại vì là khi mà làm cái dịch vụ đấy họ thỏa mãn được cái nhu cầu là thể hiện mình, thể hiện cái danh vọng của mình á, và họ mong muốn là nhận được sự công nhận. Công nhận ở đây là gì ạ? Công nhận là tôi là giàu có, đúng không ạ? Công nhận là tôi là đẳng cấp, đúng không ạ? Đó, và họ mong muốn là nhận được cái điều đấy, và để mà được nhận được điều đấy thì họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn hơn để họ được thỏa mãn điều đấy. Đó. Nếu như mà bỏ tiền ít mà vẫn được thỏa mãn điều đấy thì nó thì ai mà công nhận là đúng không mọi người? Tại vì ai cũng, xung quanh mình ai cũng làm được điều đấy, ai cũng bỏ được ra tiền, chừng lấy tiền để mà làm cái dịch vụ đấy thì khi mà mình làm dịch vụ đấy thì có cái gì mà để mà thể hiện đâu, đúng không mọi người? Nhưng mà xung quanh mình không mấy ai là đủ khả năng để mà làm được cái dịch vụ mà giá nó khủng khiếp như vậy mà mình làm được. Đấy thì lúc đấy là cái khách hàng đấy họ cảm thấy thỏa mãn được cái nhu cầu là về việc thể hiện bản thân, về thể hiện cái danh vọng của mình, và họ mong muốn được mọi người công nhận là mình là một cái người giàu có, hay là mình là một người dân chơi, hay là biết chơi, hay là gì đại loại như thế, đúng không ạ?